Tiếp tục thông tin về hoạt động thi đấu của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Game 2020, các đội tuyển pháo binh bếp giã chiến và quân y của Việt Nam đã nỗ lực thi đấu, tranh tài, khẳng định quyết tâm cao ở từng nội dung thi. Ở ngày thi đấu đầu tiên, khẩu đội 1 đội tuyển pháo binh Việt Nam đã hoàn thành tốt nội dung thi ban ngày. Kết quả chung cuộc với thành tích 15 phút 10 giây, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 trên 6 đội tuyển tham dự. Nước chủ nhà Nga xếp thứ nhất với thành tích 9 phút 23 giây. Với quyết tâm đạt được thành tích cao tại Army Games 2020, đội tuyển pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát huy tinh thần sáng tạo, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng nội dung thi đấu. Đối với đội bếp giã chiến, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 với phần thi bắn súng, đội tuyển bếp giã chiến Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bước vào thi đấu giai đoạn 2 với phần thi nấu ăn theo thực đơn tự chọn trong thời gian 4 giờ. Tham gia hội thi năm nay, đội tuyển bếp giã chiến Việt Nam tranh tài với các đội tuyển Belarus, Armenia, Uzbekistan, Abkhazia và nước chủ nhà Nga. Với những lợi thế về am hiểu ẩm thực phương Tây, các đội đã hoàn thành tốt bài thi. Mặc dù có nhiều cố gắng, song đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5. Đứng đầu phần thi nấu ăn theo thực đơn tự chọn là đội tuyển Armenia với 972 điểm. Tại thao trường bắn đạn thật của căn cứ Forest, Uzbekistan, đội tuyển quân y Việt Nam đã hoàn thành nội dung thi bắn súng dành cho các đối tượng bác sĩ, nhân viên quân y, trung sơ cấp và lái xe thiết giáp. Trong đó, đối tượng bác sĩ sử dụng súng K-59, đối tượng nhân viên quân y và lái xe thiết giáp bắn súng AK-74. Số lượng đạn ban tổ chức cấp là 20 viên, gồm 10 viên bắn chậm trong thời gian 3 phút và 10 viên bắn nhanh trong thời gian 1 phút. Các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành bài thi theo quy định và đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, với đối tượng lái xe, Việt Nam đứng thứ nhất trong tổng số 12 lái xe. Với đối tượng nhân viên quân y trung cấp, Việt Nam đứng thứ 8 trên 21. Với đối tượng bác sĩ, Việt Nam đứng thứ 5 trên 10.